Em kính chào các bác nha. Đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu nồi cơm 1 lít của hãng Hitachi, mẫu 1 lít cao tầng IH áp suất. Mẫu này đặc biệt nha, đặc biệt ở đây là áp suất hơi nước. Hơi nước ở đây là hơi nước tái tạo. Tái tạo hơi nước. Đó, hơi nước phun sương tái tạo là nó tự là tích tụ cái hơi nước của nó phun sương xuống. Nó rất là vip xịn sò, cơm thì cực kỳ ngon. Thì cái nồi này thì nói có thể là so sánh với cái nồi Yorosi, nồi Panasonic, là nó là cơm mềm dẻo. Thì đầu video em chúc các bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác. Mình xem được video mình cho em xin một lượt like nha, một lượt đăng ký. Thì để giờ video chi tiết không mất thời gian của các bác, thì đây là một mẫu nồi em muốn giới thiệu với các bác, rất là đẹp. Mẫu 1 lít nấu cho 5 người ăn, sản xuất 2020. Cái mẫu này là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng mà được em đấu giá nha, đấu giá trực tiếp từ Nhật về. Đó, rất là đẹp. Ngoại thất xong nè. Giờ em sẽ vào cắm điện báo giá cho các bác. Đó, rất là ok nha. Nồi của mình là nồi cắp nách, nó có cái vân hơi lại lại xuống nên là nhìn rất là đẹp. Đó, mặt xám. Phối viền nâu rất là đẹp sang. Cái mẫu này cũng rất là mới, nó có hơi trắng chày đen đây xíu các bác. Tí em sẽ cho các bác coi cận cảnh cái trong ngoại thất nội thất. Đây, cái phần áp suất bi nè các bác, nó đẹp lắm đó nha. Nó tái tạo hơi nước là như thế nào các bác, đây nè. Nó sẽ giữ lại cái nước, nó động hộp nước trong đây. Đó, xong nó sẽ phun sương ra những cái lỗ này. Thì nếu mà nấu nồi cơm này thì cái nước của nó sôi lên, cái hơi các bác nhìn thấy nó rất ít. Thì lưu ý giúp em là một cái như thế này nha. Mình nấu cái nồi này thì mình để nước ít ít hơn những lần nấu mà những cái nồi khác, nồi thông thường của nhà mình đó. Thì trải nghiệm đi các bác, em đảm bảo các bác là cơm ngon cực kỳ, như nồi Yorosi mà 20-30 triệu luôn các bác. Tới phần lòng thì đây là phần gon và phần lòng để tạo nên cái chất lượng. Nó có là viên bi bi trong không để tạo bọt đều, nhiều bọt, cơm rất là ngon. Thì công nghệ nấu là công nghệ từ các bác, công nghệ từ của Nhật, thì chỉ có Nhật mới có công nghệ từ thôi nha. Đó, còn những cái nồi của Hàn Quốc nó không phải là từ đâu, nấu cơm cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cái nồi Nhật. Em khẳng định các bác không ngon bằng như cái nồi Nhật đó. Em bán em coi rất là cận cảnh kỹ lưỡng, mình coi được cái nào mình chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, cọc cho em đi đơn chuyển khoản đủ là em bao ship. Đây là cái bát bên trong nè, đẹp nè, đó. Và bên phần từ cho em sáng đẹp luôn. Thì cái phần vỏ nè các bác, nào quay cận cảnh phần vỏ cho các bác xem nè. Đó, trắng đẹp nè, thông số. Điện áp vẫn là 100V, công suất của nó là 1400W. Thì đây là cái năm sản xuất nó nằm đây các bác, năm sản xuất nó nằm đây. Điện áp đồ này kia là nó nằm đây. Nó nằm đây, đó. Nồi rất là đẹp nha các bác, cầm mà rung tay luôn đó. Em bán cái giá tốt cho các bác thôi, cho bác cái nào mình có cái nhu cầu mình sử dụng mà mình trải nghiệm. Mình trải nghiệm nè. Thì thí dụ giờ mình nhà mình có cái nồi Toshiba rồi, cái nồi Panasonic rồi, nồi Yorosi rồi, nồi Tiger rồi, thì mình mua cái nồi của Hitachi mình nấu thử coi có như em nói không. Nhưng mà nấu thì phải để cái là nước, lượng nước nó ít nha các bác, chứ mình không có để mà nó nhiều. Thì nó tái tạo, nó đâu có thoát hơi đi nhiều đâu. Bây giờ em cắm điện vào nè, em cắm điện vào như cho các bác nha. Thì cái nồi này là nấu cho 5 người ăn. Mỗi lần nấu là được 3 bát gạo. Đó, nấu đó các bác. Không nấu thì mình sẽ tắt. Thì một tí em sẽ nấu cho các bác biết lý do sao, tại sao mình mua cái nồi này. Rồi em đi vào sát cái màn hình để hướng dẫn các bác nha. Rồi thì em xin phép là để sát cái điện thoại vào cái màn hình điện thoại vào cái nồi để em hướng dẫn. Thì như em đã chia sẻ, đúng này là nấu cơm. Thì đáng để mua cho các bác, đáng để các bác mua nè. 90 phút. Thì các bác biết công nghệ này ở đâu không? Công nghệ này là của nồi Yorosi, mà cái mồi do Mammut, do cửa điện mới có là cái chức năng nấu 90 phút. Cơm em đảm bảo cực kỳ ngon. Nếu mà không ngon em hoàn tiền lại cho các bác, tắt cho em. Rồi một cái đáng mua nữa là một cái là công nghệ là tái tạo hơi nước. Công nghệ là của nồi Panasonic, là cái nồi có cái cốc. Nhưng cái nồi này không cần cốc, nhưng mà cái cơ chế hoạt động cũng như nồi Panasonic, là em đảm bảo các bác. Thì em nói rồi, nó ngon, ngon cực kỳ luôn. Nó hội tụ những cái gì mà đặc sắc nhất của những cái hãng mà nó nổi tiếng. Thì 90 phút là chắc nấu ngon nè, nấu chế độ 5 năm nè. Chế độ nấu nhanh, chế độ này dành cho những bác mà mình không có thời gian, hoặc là mình nấu một lon gạo.
nấu xôi, nấu cháo, nấu gạo lứt đó, nó mềm nó dẻo, chế độ đó tiết kiệm 32 phút, nó tiết kiệm điện, nút này là nút tắt, nút này là hẹn giờ khung sáng khung chiều, chỉnh đúng khung giờ gia đình các bác ăn cơm, các bác vô ga giùm em, mình ngồi xong các bác bấm nút nấu thì sẽ đúng cái thời gian này có cơm gia đình các bác ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sẽ sáng ở đây và chín nó về đây, tắt cho em, hâm thì bấm vào đây, không hâm thì mình tắt. Thì lúc mà chọn gạo thì cái mũi tên này nè nó đang là gạo trắng, bấm qua cây là gạo trắng không do, gạo trắng nè gì, cái này là gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm, gạo lứt hạt kê gì đó mình không có xài, mình chỉ xài cái gạo trắng này thôi. Việt Nam là xài này thì lưu ý giúp em là như thế, nó cũng đơn giản dễ xài lắm các bác, cái này là mã của nó nè. Rồi thì bây giờ tới cái báo giá nha, cái giá thì sẽ công khai, mong rằng các bác nó có thể là hợp gu hợp túi tiền thì mình gọi vào cho em là 0919407501. Rồi các bác ơi, thì mình ưng cái mẫu nồi này thì mình liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha. Thì em bán giá là 1,8 triệu, hiện tại cái giá em đưa ra là nó rất là tốt luôn đó các bác, nó tốt hơn cái thời điểm mà năm rồi là bán 2 triệu mấy lần đó. Thì thật sự là nếu mà mua rẻ được thì em bán rẻ, còn nếu mà mua mắc thì em bán mắc đó, cho nên là mình mua được cái thời điểm nào tốt thì mình mua liền nha các bác. Cọc cho em 300, chuyển khoản đủ em bao ship, thì cọc là các bác trả tiền ship, thì nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái, lưu ý là điện 100 và 110V, bảo hành cho mình là 6 tháng sử dụng đó, khi bảo hành là không có kèm cắm nhầm điện, nếu mà mình vô tình mình cắm nhầm điện thì mình hỗ trợ phí sửa cho em. Thì kết thúc video nha, cảm ơn các bác theo dõi video, chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, mình xem video, mình đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác.